Rồi hello, xin chào anh em ha. Xin chào mọi người trở lại với kênh Hàng Nhật Bãi nha anh em. Rồi có mớ đồ dụng cụ đầu nghề ha, thì phụ cho anh em. Giá là chưa bao gồm phí vận chuyển nha. Còn anh em nào chuyển khoản đủ em sẽ bao ship. Còn nhận hàng thanh toán anh em chịu phí ship giùm em ha. Rồi đầu tiên nè, mã số 1 ha, kéo nè. Đó, 2, 4, 5, 5 cây này 160.000 nha anh em. Đẹp không ha? Để bếp nha. Đây. Tay da băng nè. Da băng ha, lưỡi ok, kéo đẹp không anh em, 160.000. Cây 2, cây 3, cây 4, cây 5 cây ha. Rồi số 1 160 ha. Số 2 140.000 ha. Nè, cây mỏ lết nha anh em, mini ha. Nè, có thu dít nè ha, khua bia, khua rượu nè, dũa nè, kéo nè. Đó, số 2 140.000 không nè, bình thường ha. Rồi tiếp theo số 3 150.000. Đó, 150.000 ha, kéo của Đức nè. Rồi cái này thép không rỉ nè, cái lưỡi ha, hồ lô. Rồi mã số 3 150.000. tiếp theo số 4 nè, 101 nha anh em, 110.000 ha. Cây này 25 nè. Đó, lưỡi chưa vệ sinh mà nó mới vậy đó, của Tokyo luôn nè, chốt đồng ha, 110.000 nha, 110.000 xe 25. Rồi cây này nè, mã cà rơm nè, đó mới chát ha, 110.000 luôn. Đó, mã số 4 110, mã số 5 cũng 110 luôn ha. Tiếp theo số 6 150 ha. Cây này của Sun K nè, da băng ha, thép đen anh em, lưỡi đẹp, hàm đẹp. Rồi Sun cây 150.000, mã số 6 ha. Rồi mã số 7 2 cây mỏ lết, cây này của Lotte ha, cây này cũng của Lotte nè. 2 cây này bán giá là 180.000 ha, 180.000. Cây này mới, cây này xây 150, rất là đẹp. Cây này cũng của Lotte luôn, cây này cũng Lotte ha, Lotte xây 250, xây 250. Rồi 180.000, mã số 7 nha anh em. Rồi anh em có nhu cầu sử dụng thì cứ liên hệ em nha.